đẹp môi son thắm xinh nụ hồng, dịu dàng bàn tay em ngọt ngào lời thân quen, anh ước ao một lần bên nhau. Tôi ca khúc hát yêu thương với người em ngoan, lao sao tóc gió thôi bay mà em ừng hồng. Tình anh gửi trao em giọt sâu tận tim anh, nhìn ánh trăng mơ cái anh Đắc này nè, cứ ca hát hoài à, làm tôi chấm bài không có được gì hết trơn á. Xin lỗi giáo sư Võ Lộ, vậy thầy cứ tiếp tục chấm bài đi, tôi thôi hát rồi. Nói đùa thôi, chứ tôi chấm xong rồi, anh hãy đàn hát tiếp cho chúng tôi nghe đi. Tôi sợ làm phiền anh thơ ký hãng buôn kim nhà văn tập sự Nguyễn Tử Cao kìa. Không sao, tôi chỉ đọc sách chứ đâu có viết. À, hôm qua anh đi hội chợ có vui không? Mà khi về không kể cho chúng tôi nghe vậy. Chẳng những vui mà còn có chuyện ngộ nghĩnh nữa. Phải chi hai người mà đi với tôi thì hay biết mấy. Anh lấy bộ đồ của tôi mặc đi thì làm sao mà tôi đi chung với anh được chứ hả? Ha, vậy mà tôi cũng quên nữa. Có chuyện gì vui mau nói cho chúng tôi nghe đi. Hôm qua tôi gặp chị Cẩm Hương, bà đốc học trường nữ lưu học đường ở Cầu Kho đó hả, phải không? Phải, chị giúp tôi làm quen với cô Bạch Yến, con của bà Nguyễn Hớn ở Tân Định, mà còn giới thiệu tôi là bác vật nữa. Bác vật, thật là chuyện động trời. Rồi sao nữa, nói tiếp đi. Vì chị Cẩm Hương giới thiệu lỡ rồi, cho nên tôi đành phải nhắm mắt đưa chân, lại còn giả vờ thờ chủ nghĩa độc thân, làm như tôi chẳng để ý tới ai và không muốn nghe chuyện tình lãng mạn, khiến cho cô Bạch Yến mắc bẫy của tôi. Cô ta tưởng lầm tôi nói thật tâm nên đã tức thầm và chê trách tôi, nhưng lại ân cần mời tôi tới nhà chơi. Vậy là anh Đắc đã có cơ hội tiến thêm bước nữa sẽ cưới được vợ giàu. Cô nào giải khờ mà lấy chồng như tôi sẽ không đủ cơm ăn, không đủ áo quần để mặc. Nếu có ân tình cũng có thể ấm no, có ai hết không khi để mà sống đời. Nhưng tôi tin anh có thừa kinh nghiệm, vì con đường tình ái anh trải qua quá nhiều, thì làm sao một cô gái giải khờ mà có thể thoát khỏi tay anh. Chinh phục cô gái đó chắc không khó, nhưng tôi đang suy nghĩ không biết có nên làm như vậy hay không. Tại sao vậy? Tại vì tôi... Cậu Đắc ơi, cậu Đắc. Có em đây, mời chị Hương vào. Chào mấy cậu. Chào chị. Chào chị. Chị Hương, tới chơi hay có chuyện gì vậy? Tôi có chút việc muốn nói với cậu. Vậy chị Hương cứ nói chuyện với anh Đắc, em có chuyện phải đi với anh Tự Cao một chút. Phải đó, mình đi đi lộ. Dạ chào chị. Chào hai cậu. Có chuyện gì vậy chị? Tôi muốn hỏi cậu một điều, cậu phải nói thật. Xin chị cứ hỏi. Cậu thấy Bạch Yến thế nào? Có xinh đẹp và dễ thương không? Rất xinh đẹp và rất dễ thương, nhưng sợ thương không dễ đó. Vậy cậu có vừa ý Bạch Yến không? Sao chị hỏi em như vậy? Tại tôi muốn làm may cho cậu nên duyên và có nơi nương tựa. Vì bà Nguyễn Ngôn rất là giàu sang, mà bà ấy lại quá chồng. Bà ta chỉ có một đứa con, nhưng có phố cho thuê và có nhiều đất ruộng. Nếu cậu cưới được Bạch Yến rồi á, thì suốt cả đời sẽ sung sướng tâm.
tấm thân. Chị điên hay sao mà bày đặt chuyện mối mai? Em nghèo xác xơ làm sao cưới vợ? Chắc là cậu sợ bà Quyển chẳng thuận ngưng không? Bởi vì em rất nghèo nàn. Nhưng bà Quyển rất tin tưởng tôi. Nếu tôi làm may chắc là bà sẽ chịu. Vậy còn Bạch Yến cô ấy nghĩ sao? Nếu khi hiểu ra em là kẻ lọc lừa, chỉ là bác vật giả mà thôi. Giới thiệu lỡ rồi thì cứ làm bác vật thiệt luôn đi. Nhưng nếu người ta hỏi em tốt nghiệp khoa nào thì em biết trả lời sao đây? Thì cứ nói là cậu có bằng cấp về khoa, tìm mỏ vàng mỏ bạc gì đó. Xứ mình đâu có mỏ vàng mỏ bạc mà xưng là bác vật về khoa đó. Cậu cứ nói cậu tốt nghiệp khoa này, nhưng vì trong nước không có loại mỏ đó nên cậu đã nhận lời của một hội ở bên Tây á, tổ chức tìm mỏ vàng mỏ bạc ở bên Lèo Thượng, với số lương là tháng 600 đồng, và còn được chia 2% quê hồng trong số tiền lời mỗi năm nữa. Nếu sau đó người ta không thấy em đi làm và không chia được tiền thì sao? Thì cứ cưới được vợ rồi thì thôi. Nếu đổ bể cậu hãy tìm lời mà giải thích. Em thấy bà Quyện tuy giàu nhưng không kiêu căng, còn Bạch Yến thì rất hiền từ. Mình làm như vậy kỳ lắm. Kỳ cái nỗi gì? Mình là chị em đồng hương, thấy cậu bơ vơ cực khổ nên tôi muốn giúp cậu có chỗ nương tựa mà sung sướng tấm thân. Cậu đừng e ngại gì hết á, chỉ cần cậu bằng lòng á, còn mọi việc cứ để tôi lo. Không ngờ chị thương em đến như vậy. Thôi thì mọi việc xin tùy chị sắp đặt đi. Tôi sẽ lo cho cậu. Nhưng nếu cưới được Bạch Yến á, cậu đền ơn cho tôi cách nào đây? Chị muốn sao cũng được hết mà. Tôi mướn cậu thưởng cho tôi 2.000 đồng. 100 em còn không có, làm sao có 2.000 đồng để đền ơn cho chị chứ. Cưới xong cậu muốn bao nhiêu tiền mà chẳng có. Thôi được, em bằng lòng đó. Thôi nè nè, viết giấy cam kết cho chị cầm đi. Phải viết giấy nữa sao? Phải. Mà phải ghi rõ là nếu cậu không giữ lời tôi sẽ kiện cậu ra tòa hộ á. Thôi được, em sẽ viết ngay. Xong rồi. Xong rồi hả? Em gửi cho chị nè. Bây giờ tôi đưa cậu đi mua sắm quần áo ha. Cà vạt nè, giày vớ và các thứ cần thiết ha. Em không có tiền. Tôi sẽ ứng trước cho cậu. Cảm ơn chị. Đi, đi theo tôi đi, đi. Vườn hoa của cô đẹp quá. Vườn hoa đẹp, nhưng ông bác giận có yêu hoa không? Sao lại không? Cô thích thứ gì thì tôi yêu thứ đó. Ông nói thiệt hay là nói theo kiểu lãng mạn như hôm ở trong hội chợ? Đây là nhà cô, chứ không phải đường đi cạnh khu hội chợ đâu mà tôi dám lãng mạn. Tại sao lại không dám? Tại vì tôi rất quý mến cô. Vậy ông bác vật vẫn tiếp tục tôn thờ cái chủ nghĩa độc thân gì gì đó hay là sẽ từ bỏ? Nếu tôi từ bỏ thì cũng tại cô đó. Sao lại tại em? Tại vì cô đẹp lắm. Cô đẹp từ vóc dáng, đẹp cả tướng đi cho đến nỗi cười làm người mê say, làm quá ghen hờn và bướm chùng đôi cánh, nên đã bao đêm tôi thao thức hoài để thầm nhớ ai. Yeah.
lần đầu gặp nhau ta nói toàn chuyện du dương, nhưng đã làm em phải sao xuyến lòng dần ngơ. Em nghe trong thì thấy lòng mến yêu. Có phải anh thật lòng mến yêu em như lời anh nói, hay anh chỉ dành cho em cái thứ tình cảm mong manh như là sương khói, mà đến mai sau dù chỉ gặp trở ngại mãi mãi cũng có thể làm anh rời xa em cho em khổ em sâu. Nếu gặp phải trái ngang anh cũng không để em phải chịu cảnh cơ cầu, mà hai chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ tất cả nhọc nhằn hay vị đắng của tình yêu. Dù thời gian bên anh chẳng có bao nhiêu, nhưng em dành cho anh ân tình sâu đậm. Xin đừng để cho em ôm nỗi buồn dương kiếp, khi vừa nói yêu nhau mà đã gọi cũng nhân sâu. Anh với đời mình không cánh rời, mà hai ta luôn sánh vai trong cuộc hành trình. Lời anh trao trong kiếp này em nguyện ghi nhớ, qua bao đời tình chúng mình vẫn không nhà phai. Dù trái ngang lòng anh vẫn son sắt, không để cho em mắc lệ lời nói hôm nay, nó sẽ thay cho những lời thế. Có bướm có hoa và lá vàng làm chứng, bạch yến sẽ trọn tình mãi mãi không đổi thay. Bạch yến em, anh tất đắc. Coi hát nên bây giờ còn ngủ. Anh Tất Đắc. Bạch Yến, em tới hồi nào vậy? Dạ, em cũng mới tới thôi. Ủa, chị Hương đâu rồi em? À, cô còn ngủ. Hay quá, anh mong chị Hương ngủ cho tới chiều, đặng chúng mình có nhiều thời giờ nói chuyện với nhau. Nhưng mà em không thể ở lâu được, má cho phép em tới gặp cô một chút thôi. Về trễ hả? Má rầy chết á. Vậy anh không dám ép em ở lâu, vì sợ em bị má rầy. Chưa gì hết mà anh kêu má em bằng má nghe ngon dữ ha.
Má đã hứa gả em cho anh, anh là con rể thì phải kêu má em bằng má chứ làm sao. Má hứa gả, nhưng anh đâu biết em ưng hay không mà dám nói anh là con rể. Hôm đó tại vườn hoa nhà em, chúng ta đã ước hẹn với nhau rồi mà. Ước hẹn là một lẽ, mà em có chịu kết hôn hay không là một việc khác. Yến, em nói gì lạ vậy? Chẳng lẽ em định đùa giỡn với anh sao? Em không đùa giỡn, mà em nói thật đó. Vậy có việc gì khó xử em nói cho anh nghe đi. Chờ cô Hương thức em sẽ nói luôn. Anh muốn nghe bây giờ cho rõ nguồn cơn, tại sao ta mới trao nhau ước thề mà nay em lại đổi thay. Vậy em hãy nói cho anh tỏ tường. Nếu nói thật lòng thì anh sẽ đau buồn, nhưng mà thà em nói hết cho xong à. Chứ nếu dương dấn thì em cũng đau lòng, mà má em cũng buồn cũng khổ. Có việc gì em hãy nói ngay, chớ đừng nữa nói nữa không, mà làm anh phải băn khoăn vô cùng. Được, em sẽ nói ngay cho anh biết. Em không nhận lời cầu hôn của anh. Em nói sao? Em không nhận lời cầu hôn của anh à? Phải. Em nói thật chứ? Rất thật. Nhưng tại sao em khước từ? Điều đó anh tự biết. Em chê anh phải không? Phải. Em chê anh chỗ nào? Nói cho anh nghe đi. Chỗ em chê anh biết rồi, cần gì phải nói. Anh hiểu rồi. Tại vì anh nghèo, thân phận của anh không xứng đáng với em. Thật ra thì anh đâu dám trèo cao, cũng chỉ tại chị Hương xúi biểu nên hôm nay anh mới bị xấu hổ như vậy nè. Em không ưng là tại anh, chứ có phải tại em đâu mà anh phiền em. Tại anh? Do đâu mà em nói tại anh? Nếu thương em, tại sao anh còn nhắn với cô Hương, nói với má em là anh giữ ý định đi lèo chứ? Yến à, việc đi lèo anh đã dự định trước khi gặp em, chứ đâu phải mới tính đây. Anh học thành tài thì phải lo lập thân, chứ chẳng lẽ ở không và sống chơi mãi mãi. Nhưng mà em chỉ có một mình em, thì làm sao em có thể xa người. Tình cánh mẹ quá cuồng côi, thật là đơn chiếc vô cùng. Nếu em theo chồng bỏ má bơ vơ, suối lúc trở trời má bị ốm đau, không ai săn sóc cho mẹ già. Đâu thể nhận lời anh, nhưng anh thương em như thể thân mình. Nếu mà anh chẳng cưới được em, anh sẽ đau khổ trọn đời. Xin em thấu hiểu giùm anh. Em hiểu lòng anh nên xin anh nghĩ lại, hãy từ bỏ ý định đi lèo, và anh hãy ở lại Sài Gòn, mình sẽ cận kề bên nhau. Nếu anh ở lại Sài Gòn, anh chưa biết làm gì để sinh sống. Anh sẽ làm việc má giao, là quản lý tài sản, đi thâu tiền phó và góp lúa ruộng, thì cả đời cũng không đói rách đâu mà anh sợ. Đàn ông con trai mà sống dựa vào vợ thì thiên hạ sẽ coi ra gì? Anh à, mình sống cho mình, chứ đâu phải sống cho thiên hạ mà anh e ngại. Nếu thương em, anh hãy viết thơ cho người ta,
mà từ chối việc săn lèo, tìm mỏ bạc mỏ vàng đi. Như vậy thì thiệt thòi cho anh lắm. Nếu săn lèo, anh được lãnh lương mỗi tháng đến 600 đồng và còn được chia quê hồng nữa. Dù lãnh tiền nhiều, nhưng sống giữa rừng sâu nước độc, không có ai yêu thương chăm sóc thì có tiền nhiều để làm gì chứ? Nếu kiếm được tiền nhiều mà còn có người vợ như em thì mới đáng quý chứ. Miệng nói đáng quý mà cứ tính chuyện xa nhau thì quý để làm gì? Anh nghĩ nếu thật lòng thương nhau, dù người ở kinh thành kẻ ở rừng núi cũng chẳng thấy xa nhau. Đó là cảm nghĩ của anh, chứ còn em, chắc anh hiểu là em rất thương anh và không thể sống xa anh. Anh cũng chưa biết là em rất thương má và không thể nào rời xa má, cho nên em năn nỉ anh đã cạn lời mà anh vẫn không nể tình em. Anh muốn em xa cánh mẹ già, vậy mà anh nói là anh rất thương em. Nếu mà anh nhất quyết đi xa để dấn thân vào kiếm tiền thì anh cứ làm điều ý của anh đi. Coi như chúng ta chưa có em, đừng quái đi mà làm cho lòng anh sang dơ. Vì quan hệ chúng ta thắm tươi như hoa hồng rực rỡ, xin em đừng nói tiếng tạ từ nhau mà đoạn dứt ân tình. Đó là tại anh, chứ nào phải tại em làm tan vỡ duyên. Nếu anh xem tiền tài hơn tình nghĩa thì em đâu có giá trị gì trong trái tim của anh. Không, em là tất cả của cuộc đời anh, và cũng vì yêu em bằng chân tình sâu nặng nên anh muốn đắp xây một tương lai tươi sáng để bao bọc em trong cuộc sống sau này. Được ở bên anh, dù cũng nghèo khó, em cũng cam chịu. Nhưng má không để chúng mình thiếu thốn đâu mà anh lo. Đành vậy, nhưng sống nhờ vợ thì kỳ lắm em mà. Vậy là anh vẫn giữ ý định đi lèo? Không, nếu anh đi xa mà em đau xót, làm sao anh sẽ từ bỏ đi giấc mộng sang giàu. Anh sợ lại Sài Gòn và vâng theo lời má, để ta được cận kề và em hết buồn đau. Nghe anh nói là em đã thấy vui, cảm ơn anh đã vì em mà ở lại. Chúng mình sẽ sống bên nhau mãi mãi, và em sẽ cho anh trời thần xanh đậm tình đôi ta.
một lời đã trao xin giữ mãi ngàn sao. Nhạt nắng hoàng hôn cơn gió nhẹ chu mai trong tâm hồn đôi ta cảm ơn em. Anh không ngờ ngày nay anh có được niềm vui to lớn như vậy. Em nghĩ khi đám cưới xong mình còn vui hơn nữa. Em định chừng đó sẽ xin má đi chơi một tháng. Anh muốn đi đâu? Ra Nha Trang hay là lên Đà Lạt? Em thích đi đâu thì anh đi đó. Em muốn đi chỗ nào có núi mà lại có biển, để sớm mai mình lên triền núi, ngồi giữa gốc cây mà ngắm mây bay và nghe chim hót trên cành, qua tiếng biển hát dưới triền xa, cùng dõi mắt ra khơi để nhìn xem những lượn sóng bắt đầu, ngắm đàn hải âu tung tăng bay lượn trên biển tình mênh mông sâu rộng. Chiều về mình đón hoàng hôn, tay trong tay ta ngắm sáng hồng, niềm hạnh phúc tuyệt vời mà em vừa mô tả. Anh khao khát vô cùng nhưng anh thấy cao xa quá, chỉ sợ rằng anh không có duyên để mà tận hương, vì dòng đời có lắm nông sâu mà em không dò hết được đâu. Em chỉ cần có anh thôi, ngoài ra em không quan tâm gì hết. Nói ví dụ, nếu anh chỉ là một tên vô gia cư không nghề nghiệp, học hành thì gian dở, em có thương anh không? Em thương là em thương anh tất đắc, chứ không phải em thương cái bằng cấp bác vật của anh đâu nha. Vậy còn má? Má hả? Má cũng nghĩ như em thôi. Nếu má ham công danh sự nghiệp thì má đâu có buộc anh từ bỏ việc qua lèo tìm mỏ bạc mỏ vàng chứ. Cảm ơn em, Bạch Yến. Em với má là hai người rất đáng yêu đáng kính. Chỉ có anh là một kẻ không xa gì hết. Anh à, anh còn nói như vậy nữa là em giận anh đó. Xin lỗi em, anh sẽ không nói như vậy nữa đâu. Như vậy mới phải chứ. Nè, bây giờ để em vào kêu cô Hương dậy, để cho cô biết anh đã bỏ ý định đi lèo nghe. Khỏi kêu, tôi đã nghe hết rồi. Vậy là cô đã thức từ lâu. Phải, cô cậu tình tứ quá, cứ rủ rỉ rù rì hoài sao tôi ngủ được. Như vậy là mọi việc đều suôn sẻ ha. Để sáng mai tôi lên nhà gặp bà huyện để xin bà định ngày làm đám cưới. Còn bây giờ em về báo tin cho má em hay, để má em mừng hả? Phải đó, em về ngay đi. Nói với má em là sáng mai cô sẽ tới nhà. Dạ, em chào cô. Em về nghe anh. Em về đi. Cậu thấy tài sắp đặt của tôi chưa?
Hôm trước tôi tính làm mai á thì cậu e ngại, sợ người ta không chịu. Nhưng tôi hứa chắc với cậu là tôi sẽ làm được, và bà Quyền sẽ nghe lời tôi. Bây giờ á, hôn sự sắp thành, cậu có mang ơn tôi không? Chẳng những không mang ơn mà còn trách chị nữa. Chị báo hại em quá trời. Trời đất, bộ cậu điên hả? Tôi tìm mọi cách làm cho con Bạch Yến nó thương cậu, và bà Quyện chịu gả con Yến cho cậu, mà cậu dám nói là tôi báo hại cậu? Giải thích, giải thích đi. Tôi báo hại cậu là báo hại làm sao nè? Tại vì chị làm cho em tiến thoái lưỡng nan. Nếu chỉ một mình Bạch Yến thương em thôi thì em còn thấy dễ chịu. Đằng này cả bà Quyện cũng mến, cũng trọng em nữa, mới là khổ cho em nữa chứ. Bạch Yến thương, bà Quyện mến là mưu kế của tôi thành tựu, và cậu sẽ được sung sướng. Vậy mà cậu lại trách tôi, trong khi tôi chỉ vì thương cậu, thấy cậu không có sợ làm sống lang thang nên mới giúp cậu mà thôi. Tôi đã bỏ ra hơn 100 đồng mua áo quần cho cậu để cậu cưới vợ vào, mà tại sao cậu lại trách phiền tôi? Tại vì em xấu hổ khi đã dối lừa hai người quá thương em. Dù mình nói dối nhưng họ đâu biết gì mà cậu lại thấy xấu xa. Vậy còn lương tâm làm sao em có thể đối diện? Đối diện với đói nghèo mới đáng sợ hơn là đối diện với lương tâm. Nếu bị đói nghèo mà mình ráng làm việc kiếm tiền thì sẽ được ấm no, còn làm trái với lương tâm suốt đời sẽ bị rai rứt đó. Tới bây giờ mà cậu nói tới lương tâm hay liêm sĩ gì đó thì có muộn lắm không? Muộn còn hơn không. Bởi vì trước kia em là đứa ham mê tử sắc, quan đàn, tụy lạc, cặp sách biết bao nhiêu cô gái với ý nghĩ qua đường. Nhưng bây giờ em gặp một người có lòng dạ thẳng ngay, và lần đầu tiên em yêu chân thành, vậy mà cũng chính em lừa dối người em yêu. Em là tên thất nghiệp lang thang, vậy mà dám xưng là bác vật ở Pháp về, thật là nhục nhã với hai người em đã hết lòng kính yêu. Nếu cả hai cùng thương nhau thì đâu có gì cậu phải ân hận. Khi cưới hỏi xong rồi như ván đóng thuyền mà thôi. Nhưng mai sao ở đời với nhau, làm sao em nhìn mặt vợ hiền, nên em không cam lòng làm kẻ đê tiện xấu xa. Có gì mà xấu xa, khi thành vợ chồng rồi á, cậu sẽ hết lòng thương yêu để bù đắp cho Bạch Yến. Một kẻ ăn chơi đến bán nhà bán đất của cha mẹ để lại, đến đổi trắng tay, bây giờ định làm một tên lừa đảo để cưới vợ vào, thì lấy gì để bù đắp cho vợ? Bằng cấp về học thuật em không có đã đành, mà cả bằng cấp làm người em cũng không có, thì lấy cái gì? Em có cái gì để chăm sóc cho Bạch Yến chứ? Cậu nói vậy là sao? Cậu muốn gì đây? Em muốn làm những gì không trái với lương tâm đạo nghĩa, và không hổ thẹn với trời đất tổ tiên thôi. Nghĩa là sao? Em sẽ từ hôn. Từ hôn? Bộ cậu điên hả? Người điên chính là kẻ đã sử dụng em làm tên lừa đảo kìa. Trước kia cậu chịu làm theo ý của tôi, sao bây giờ cậu lại nói ngược? Trước kia khác, bây giờ khác. Đúng là cậu đã mất trí thật rồi. Phải, tôi nè, tôi là kẻ điên khùng, nên mới bỏ công sức và bạc trăm ra để lo cho cậu. Chị đừng lo, tất cả chi phí đó em sẽ hoàn trả cho chị sau. Còn bây giờ em phải đi. Khoan đã, khoan đi đã. Cậu hãy suy nghĩ lại đi, cậu Đắc. Không cần suy nghĩ, vì em đã quyết định rồi. Chào chị. Cậu Đắc, cậu Đắc. Trời ơi, trời ơi, như vậy là cậu hại tôi rồi.
cậu giết tôi rồi. Trời ơi. Xin lỗi, cô làm ơn cho tôi hỏi thăm, đây có phải là nhà của bà Nguyễn Hớn không cô? Dạ phải. Mời anh vào nhà uống nước, để tôi vào mời má tôi ra. À, dạ khoan. Dạ, xin lỗi cô. Cô là con gái bà Nguyễn, vậy cô có phải là cô Bạch Yến không cô? Dạ, Bạch Yến là tôi đây. À, vậy là tốt quá. Vậy tôi gặp riêng cô chứ khỏi cần phiền bà Nguyễn. Anh đến tìm tôi hay là tìm má tôi? Dạ, có người nhờ tôi tìm tới nơi đây, gặp bà Nguyễn Hớn hay cô Bạch Yến nhà này. Tôi vừa đến thì đã gặp được cô, thật là dịp may. Vậy bức thư này tôi xin trao lại, cô hãy nhận giùm. Xin anh cho biết bức thư này của ai và trao đến cho ai? Cô cứ đọc thư thì biết ngay mọi chuyện, xin đừng ép tôi phải nói trước mặt cô. Chúng ta là hai kẻ không quen. Bức thư này tôi không biết của ai, ai là người nhận, sao bắt tôi phải đọc? Thư này gửi cho cô, tôi là người trao lại, cô cứ đọc đi đừng có ngại. Thư này gửi cho tôi. Ừ? Nhưng mà ai gửi? Anh Tất Đắc. Anh Tất Đắc? Phải. Sao anh không đến tìm tôi mà lại gửi thư? Ừ, thì cô cứ đọc đi sẽ biết mà. Từ hôn. Và anh đã âm thầm bỏ ra đi, không hẹn ngày trở lại. Không, anh đã không phải là người như vậy. Thế nào là kẻ lừa dối? Tôi không tin. Tôi không tin. Cô Yến ơi, tôi vẫn biết rằng sự thật hôm nay đã làm cho cô bẻ bàng chua xót. Nhưng đó là bức thư còn nguyên lời giả biệt, và kẻ ra đi đã xa khuất từ lâu rồi. Núi cách sông ngăn, biển biển dấu chim trời, bỏ lại nơi đây những ân tình tha thiết, bao kỷ niệm êm đềm ghi đắm giữa con tim. Tôi mất đi một tình bạn thiêng liêng, thì cô cũng mất đi một tình yêu vô giá. Nếu đêm đêm tôi thao thức suốt cánh đi tàn, thì chắc là cô cũng bẻ bàng bao đêm. Phải là kẻ trọng tiền tài địa vị, tôi yêu anh chân thành, anh lừa dối chi tôi? Tôi hiểu anh ấy qua thời gian chung sống, và hiểu tình cô khi cùng anh ấy tâm sự suốt cắn thâu. Có lẽ người ta khi đã bắt đầu yêu chân thật thì không ai muốn lừa dối bao giờ. Anh biết rằng cô đang tha thiết mong chờ ở một ngày mai hạnh phúc, mà cửa vai kề rộn ra bước vô. Anh chọn con đường quay gót ra đi là muốn giữ lại cho mình một chút lòng tự trọng. Có thể hôm nay cô sẽ hờn sẽ giận, nhưng đến sau này cô nghĩ lại mà thương. Anh
gian tôi giúp người quên nao, dường dẫn thêm sầu đau, xem như là trải qua giấc mộng mà thôi. Tôi không cần những lời an ủi, vì nỗi đau này sẽ ám ảnh suốt đời tôi. Sẽ từng đêm nếm giọt đắng trên môi, nghe lá rụng ngắm mùi cho thân phận. Tình đã chia phôi còn chi mà hờn giận, có tuổi thẹn với đời đành chấp nhận mà thôi. Qua chuyện này tôi mới hiểu, tình yêu không phải trò đùa. Vậy mà có không ít người đã đem nó ra làm một trò đùa. Nhưng thôi, dù thế nào tôi cũng cảm ơn anh đã mang sự thật đến cho tôi. Vậy bây giờ tôi về nghe cô Yến. Chào anh. Chào cô. Rồi ông đi xa, bỏ tôi ở lại với đứa con ngây thơ khờ dại. Dù bây giờ con đã lớn khôn, nhưng tình yêu đã làm cho con rơi vào vòng khổ lụy. Nếu ông có linh thiêng, xin ông hãy về đây mà phò hộ cho con. Quá nhiều cay đắng,
vừa trao gửi duyên đầu thì lại phải rời xa. Mười năm trôi qua nó đã kiên tâm lặng lẽ đợi chờ, nhưng người nó thương vẫn im hơi bạc tiếng, khiến con cô sầu còn tôi tan nát tâm. Tại vì con mà thời gian qua má phải đau buồn, con là đứa con bưng vô cùng, con chưa đã mơ sinh thành dưỡng dục cuộc đời con ước hẹn chỉ một lần. Con à, má không phản đối con chung thủy, má cũng không ép buộc con phải kết hôn với người con không thương. Nhưng con chờ đã 10 năm rồi, chẳng lẽ con chờ cậu đắc cho đến lỡ duyên lỡ phận hay sao? Con nên nhớ, thời xuân sắc của con gái rất ngắn ngủi, chứ đâu phải vô tận mà con hoang phí tuổi xuân như vậy. Má, vậy theo má con phải làm sao? Hãy chấm dứt sự chờ đợi và lập gia đình đi con. Lập gia đình má? Phải, bà Phán Quý lại tiếp tục làm mai con cho cậu Hai Khánh, con trai của ông chủ Minh. Má thấy cậu Khánh được lắm, chẳng những học hành đỗ đạt mà gia đình lại giàu có, rất xứng đáng làm rể của má. Xin lỗi má, con không thể ưng cậu Khánh được. Tại sao vậy con? Tại vì trong lòng con chỉ có anh Đắc thôi. Má biết, và má rất thương Tất Đắc, nhưng tới bây giờ mà vẫn không có tin tức gì của nó, trong khi má đã lớn tuổi lại thường hay đau yếu. Nếu lỡ má có mệnh hệ gì mà con chưa có người chăm sóc thì làm sao má có thể xuôi tay nhắm mắt? Bạch Yên ơi, nếu con thương má thì con đừng hoài công trong ngông, mà con hãy nhanh chóng tìm bạn trăm năm cho má được yên lòng. Cuộc tình dở dang con hãy xem như giấc mộng phai tàn. Có lẽ vì cậu Đắc không gặp con nữa, hay là cậu đã đi đến chốn trời xa. Chứ nếu cậu vẫn còn ở lại đây, tại sao cậu chẳng thấy tin trên báo? Và tại sao cậu nỡ để con chờ đợi mà 10 năm qua cậu lấy chẳng quay về? Chắc anh ngại ngùng về chuyện bác vật giả nên mới tránh mặt và chưa dám gặp con. Chứ con cảm nhận anh đối với con rất thật lòng. Nếu cậu Đắc thật lòng thương con, có lẽ nào cậu đành tâm để con chờ đợi đến 10 năm
mà không tới gặp con để tính chuyện hôn lễ. Má, má ơi, con đã từng đặt rất nhiều câu hỏi mà cho tới nay con không thể giải bày. Chỉ biết là con không đối giả thay lòng. Thời gian có thể làm thay màu mái tóc, những ước hẹn năm nào đâu dễ nhà phai. Nếu mà thương con, xin má cho phép con chờ anh Đắc thêm vài năm nữa. Má, nếu đến chừng đó mà anh không trở lại thì má muốn sao con cũng sẽ vâng lời. Con hứa chắc với má như vậy phải không? Dạ phải. Thôi được rồi, má chiều con lần chót và sẽ lựa lời từ chối với bà phán quý. Má ráng làm tất cả cho con được vui, chứ không muốn làm trái ý con để con phải đau buồn. Con hiểu tấm lòng thương con như biển trời của má, nhưng 10 năm qua con chỉ làm cho má lo buồn. Má, xin má hãy tha lỗi cho con. Không sao đâu con, má cam thiệt thòi vì con, bởi niềm vui của con cũng chính là của má. Má, con cảm ơn má, con ra vườn chăm sóc hoa nghe má. À, con đi đi, nhưng nếu nắng gắt á, nhớ lấy nón đội nghe không con? Dạ. Ủa, cậu Đắc. Xin bác gọi cháu là Tất Đắc. Phải, là Tất Đắc. Cậu đi đâu mà cho tới bây giờ cậu mới chịu trở lại? Cháu đi tới một nơi thật xa, và sau đó cháu còn đi xa hơn nữa. Tại sao? Tại sao cậu lại làm như vậy? Tại vì cháu đã phạm sai lầm, nên không dám ở lại Sài Gòn để nhìn mặt bạn bè và những người thân thích. Cậu có đọc những lời nhắn tin mà cô Cẩm Hương đã nhờ cậu thứ tiên đăng trên báo Hừng Sáng vào 10 năm trước hay không? Dạ không. Hèn gì cậu đi biệt tích. Bác ơi, bác vừa nói gì vậy? Không có gì. Tôi chỉ muốn hỏi, cậu rời bỏ Sài Gòn đến 10 năm, vậy cậu đi đâu và làm gì trong thời gian đó? Cháu đã đi nhiều nơi và làm rất nhiều việc. Việc gì? À, hay là cậu muốn tránh mặt chúng tôi để đi xây tổ quyên ương? Xin lỗi bác, chuyện dài dòng lắm, cháu không thể nào kể hết ngay được. Nhưng cháu có thể thưa với bác là tới bây giờ cháu vẫn sống độc thân. Vẫn sống độc thân? Vậy cậu trở lại đây với mục đích gì? Cháu muốn gặp bác để nói lời xin lỗi. Xin lỗi? Mà cậu muốn xin lỗi tôi về việc gì vậy? Thưa bác, về việc cháu đã làm cho Bạch Niên bị tổn thương. Khi cháu dối lừa, còn Bạch Niên thật tâm. Cháu cố ý định lợi dụng tình thương để cho cháu được hưởng giàu sang. Nhưng sau đó cháu yêu thật lòng, nên cháu đã thu nhận tất cả. Rồi quyết từ bỏ mọi mưu toan và rời khỏi Sài Gòn. Sau bao năm dài, cháu mới dám trở lại đây. Trước đây
xin bác hãy thứ tha cho những sai lầm. Dù tôi bỏ qua những gì cậu làm sai mà bao người bị thương tổn, thì cậu làm sao bù đắp cho họ trở lại như ngày nào? Cháu có nhiệt tâm nhưng vì cháu không có thực tài cho nên cháu chẳng biết làm gì để chuộc lại những lỗi lầm xưa. Hãy làm những gì thích hợp với lý lẽ của con tim. Con tim cháu có rất nhiều khát vọng. Dù cháu xa Sài Gòn, nhưng kẻ từng đánh mất lương tâm như cháu có thể mơ ước gì khi trở lại đây? Không, cháu không được quyền mơ ước gì hết, ngoài việc cầu xin bác và Bạch Yến ban cho cháu một lời tha thứ. Tôi đã tha thứ cho cậu rồi, và tôi biết Bạch Yến cũng nghĩ như tôi. Cảm ơn bác. Xin bác chuyển lời cháu cảm ơn Bạch Yến. Được, tôi sẽ nói với nó như lời cậu dặn. Như vậy là cháu có thể yên tâm rời khỏi nơi đây để tìm sự thanh thản trong quãng đời còn lại. Cháu chào bác. Con ơi. Bác vừa gọi ai vậy? Ta gọi con, và ta muốn nói với con rằng con đừng đi đâu hết, vì ta thương nhớ con lắm. Con xa ta đã 10 năm rồi, ta trông ngóng con mỏi mòn. Bây giờ con đành lòng bỏ ta mà đi nữa hay sao? Má ơi, con thật là đáng chết. Đừng làm như vậy con. Con ấy đứng lên đi. Đứng lên đi. Dạ. Ta thương con lắm. Ta muốn nói với con là từ đây, từ đây con sẽ không dám làm bất cứ việc gì để cho má phải buồn vì con. Bởi con thương má như mẹ ruột của mình. 10 năm rồi tình cảm vẫn như xưa. Cho đến hôm nay con hiểu lòng ta, thì đứa con gái phải quan phí tuổi xuân thì nuốt cả tuổi hờn lặng lẽ chờ con. Nó đã quay lưng khi ông bướm vào kề, giữ vẹn câu thề với người ở phương xa. Như vậy tội lỗi của con càng thêm to lớn. Má ơi, con xin má cho phép con gặp mặt Bạch Yến. Nó ở ngoài vườn hoa, con hay ra đó mà gặp nó đi, và nói thế nào để nó không bị tổn thương một lần nữa. Con đi ngay đi. Dạ, dạ, con cảm ơn má. Tất Đắc ơi, anh đi đâu mà đã 10 năm rồi anh không nhìn thấy em?
Bây giờ anh ở đâu? Anh đang làm gì? Có phải sợi tóc nào đã trói buộc anh, làm anh xa rời em không? Anh có biết là em nhớ anh nhiều lắm không? Đất ơi, cho dù anh không về, và chỉ với một lần thề, em cũng đã xem anh là chồng và sẽ chờ anh mãi mãi. Bà Tiên ơi, bà Tiên, anh đã về rồi bà Tiên ơi. Nên đi em, khóc thêm chi làm tan nát lòng. Kề cận nhau mình lại trao bao ước mơ xưa. Biến dâu nào xuôi kiếm xa rời cho đời quãng vắng, để cho tình lỡ kẻ đi người ở sống trong cú sầu. Cả sự nghiệt ngã này là tại anh, chính anh đã gây ra ngang trái, làm cho em bị tổn thương rồi lại bỏ đi, khiến em phải chờ mong và sống trong những năm dài cô quạnh. Nhưng dù cho kẻ ở chân mây, người nơi góc biển, mà cõi lòng anh vẫn mãi kề cận bên em không một phút xa rời. Cũng vì quá yêu em mà anh phải giả biệt Sài Gòn. Anh muốn đi xa để âm thầm sám hối và quên hẳn một người đã chiếm trọn trái tim anh. Nhưng càng dặn xa càng nhớ càng thương, thời gian càng quá mau thì ẩn tình càng sâu nặng. Nên 10 năm qua anh luôn luôn hoài cảm về chim yến trắng cô đơn đang khuất vàng ở nơi chân trời. Tình là anh đã nghĩ như vậy đó hả? Phải, anh luôn nghĩ như vậy. Và nỗi đau của anh còn lớn hơn lời anh nói nữa kìa. Nhưng anh vì tự ti mà bỏ đi, nên đâu có đọc báo để biết người ta nghĩ về mình như thế nào. Vậy mà hồi đó anh còn dám nói. Dù biển dâu lòng anh vẫn son sắt, không để cho em mất lệ rơi đầy. Anh còn nói là dù trái ngang, anh cũng không để em chịu cảnh cơ cầu, mà hai chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ tất cả nhọc nhằn hay dĩ đắng của tình yêu. Vậy mà chính người nói ra là dù áo đi xa, bỏ người ta bơ vơ trong vũng lầy sầu muộn, làm người ta nhớ thương và u buồn thế thiết. Nhưng đến hôm nay có ai biết cho mình? Nhưng bây giờ anh đã về và hiểu rõ tình em. Anh cảm kích vô cùng tấm lòng son sắt của em. Từ giây phút này mình sẽ mãi bên nhau.
anh sẽ kề cận em để lo cho em đến hết cuộc đời. Còn chuyện ngày xưa xin em hãy tha thứ, anh sẽ đáp mi đền để em mãi được vui. Nhưng mà anh phải giữ lời đã hứa, đừng bỏ em cô đơn giữa ngăn trái cuộc đời. Không bao giờ có chuyện đó đâu em, từ đây cay đắng mình cùng chia sẻ. Còn trái tim anh và cuộc đời anh đó, anh sẽ giao em cầm để làm của hồi môn. Của hồi môn của anh quý giá quá, to tát quá, biết em có diễm phúc cầm giữ hay không? Sao lại không? Em là cô gái thánh thiện nhất mà anh đã gặp, nên em có dư quá nhiều điều kiện để nắm giữ cả linh hồn và thể xác của anh. Rồi, tôi gặp cậu rồi, tôi bắt được cậu rồi. Cậu đừng hòng trốn chạy nữa, hôm nay cậu phải đền tội. Thú thật đi, thú thật đi, tại sao cậu bỏ đi, cậu đi đâu? 10 năm qua cậu làm gì, có vợ hay chưa? Mà tới bây giờ cậu mới trở về để cho chúng tôi phải tìm cậu khắp nơi. Hả? Cậu trốn ở đâu? Cậu trốn ở đâu mà cả bọn tìm không ra? Cậu thứ tiên á thì cho đăng báo, mà cậu vẫn biến dạng biến tánh. Cậu làm cho học trò của tôi phải sống trong đau thương tuyệt vọng. Cậu nói đi, cậu trả lời ngay đi. Cậu phải nói sao cho tôi hết giận, chứ bao nhiêu năm cơn giận của tôi nó chồng chất, giờ gặp cậu đây tôi càng giận hơn nhiều. Cô Hương à, cô hỏi liên tiếp cả chục câu rồi thì làm sao anh đắc anh trả lời? Em xin hẹn trả lời sao? Còn việc làm sai em xin nhận tất cả tội tình, chỉ muốn hành hạ như thế nào em cũng cam chịu để chị được vui. Gặp cậu vừa giận vừa mừng, nên tôi nói lung tung cho nó hả giận. Chứ tôi thương cậu không hết, làm thế nào hành hạ cậu cho được. Để có thể nói chuyện nhiều hơn, 5 giờ chiều nay nha, tôi mời hai người tới nhà tôi chơi, có được không? Dạ được. Còn Bạch Yến? Dạ, em sẽ tới đúng giờ. Bây giờ chị cứ về trước, để em với Bạch Yến đi mời Võ Lộ và Tự Cao đến để cùng chia vui. Cũng được, chúng ta đi đi. Anh đang viết gì vậy? Viết bài đăng báo. Hôm nay chủ nhật mà. Thì chủ nhật cho nên tôi mới tranh thủ viết để kiếm thêm chút tiền. Chứ những ngày thường thì công việc của thơ ký hãng buôn đã chiếm hết rồi, còn thì giờ đâu mà viết với lách nữa. Thôi, nghỉ tay một chút đi. Đừng rủ ren gì hết. Cái số của tôi nó cực khổ như vậy đó, chứ đâu có rảnh rang như ngày giáo sư trung học tư thục, hễ tới cuối tuần cái chỉ biết đi chơi. Nhưng suốt tuần cứ miệt mài làm hoài thì mệt trí lắm. Hay là anh nghỉ một lát, mình tới quán cà phê cạnh khu hội chợ cũ để uống nước, ngắm cảnh và nói chuyện chơi cho thư giãn ha. Thôi, tôi không muốn tới chỗ đó đâu. Sao vậy? Bởi vì cái quán đó là nơi bộ ba chúng ta thường tới lui để uống cà phê và bàn tán chuyện trên trời dưới đất. Nhưng cả chục năm qua rồi, anh Đắc bỏ đi mất, chỉ còn hai đứa mình, nên mỗi lần tới đó tôi rất buồn vì nhớ người bạn thâm đã thương nhau như cốt nhục thâm tình, từng chia sẻ gian lao qua bao tháng năm dài. Nhưng 10 năm rồi bạn cũ đi đâu,
mà chúng ta chẳng nhận được tin, hay là anh Đắc có mệnh hệ gì nên không liên lạc về đây. Dù cho anh Đắc gặp chuyện không lành, nhưng tôi tin rằng anh sẽ vượt qua. Nếu vài năm nữa anh không về, chắc là anh đã tới cõi hư vô. Tôi xin anh đừng nói điều cay nghiệt mà làm cho tôi chua xót trong lòng. Ta hãy tạm quên câu chuyện u buồn và hãy ra ngoài giao chơi. Thôi được rồi, hai đứa mình sẽ tới quán cà phê đó để nhớ về người bạn cũ. Đi. Hả? Trời ơi, trời ơi, anh Đắc, có phải anh hay là ảo ảnh? Anh về đây thật hả anh Đắc? Anh Đắc, chính là tôi đây mà. Anh Đắc, anh Đắc, võ lộ tự cao, quả thật là anh đã về với chúng tôi rồi. Anh có biết kể từ ngày anh đi, anh em chúng tôi rất đau buồn và rất là nhớ anh. Anh có biết không anh Đắc? Tôi biết. Nên sau khi trở lại Sài Gòn, tôi đã vội vã tới đây để gặp gỡ hai anh, cho thỏa lòng thương nhớ hai bạn thâm tình từng đôi sách bên nhau. Vì nỗi khổ riêng phải đi xa mãi, nhưng chẳng bao giờ tôi quên được cố nhân. Giờ anh đã về đây, hãy quên chuyện buồn và tận hưởng niềm vui. Cả ba chúng ta sẽ kề cận như ngày nào. Anh đừng xa rời chúng tôi nữa, nghe anh. Xin hai người hãy yên tâm, từ đây tôi không đi đâu hết. Vậy còn Bạch Yến, cô ta đã lập gia đình hay vẫn ở vậy chờ anh? Cô ấy vẫn chờ tôi. Vẫn chờ anh? Ôi chúc mừng anh, người có diễm phúc nhất đời. Bởi vì Bạch Yến có rất nhiều thứ mà lại có thêm một tấm lòng, trong khi anh chẳng có gì hết ngoài một trái tim. Vậy mà Bạch Yến vẫn đợi chờ anh cho tới bây giờ, thật là đáng khâm phục đó. Vậy anh phải làm sao cho xứng đáng với chân tình của Bạch Yến? Đó là điều tất nhiên. Còn hai người chắc là đã có gia đình. Không, chúng tôi vẫn còn sống độc thân. Thì ra Hai người cũng giống như tôi à. Giống sao được mà giống. Tại vì anh bây giờ như con thuyền đã có bến đổ rồi, còn chúng tôi thì lên đên long đong. Thôi đừng nói về mình nữa anh Cao, hãy để anh Đắc kể cho chúng mình nghe chuyện của ảnh đi. Bao nhiêu năm rồi, ảnh đi đâu và đã làm gì? Chuyện dài dòng lắm, nếu gặp ai tôi cũng kể lể sẽ mất rất nhiều thời gian. Chiều nay đúng 5 giờ sẽ có buổi họp mặt tại nhà chị Cẩm Hương, mời hai người tới đó. Tôi sẽ kể hết những việc xảy ra cho các người nghe, được không? Được, chúng tôi sẽ tới. Nhất định sẽ tới. Kính chào bà Quyện. Xin chào tất cả. Mời bà Quyện và hai em ngồi. Cảm ơn chị. Cảm ơn cô. Dạ, mời bà Quyện và các em uống trà. Chị Cảm ơn, có phải anh này là... Là cậu Thứ Tiên, phóng viên báo Hừng Sáng á, mà cũng là người tốn nhiều công sức đi tìm cậu đó. Anh Thứ Tiên,
nghe Bạch Yến kể lại những gì anh làm cho tôi. Tôi rất xúc động. Chân thành cảm ơn anh. Anh không cần cảm ơn tôi, vì mối tình sâu đậm của anh và Bạch Yến đã làm cho tôi cảm kích. Nên tôi muốn giúp cho cả hai vượt qua ngăn trai, để cùng nhau xây đắp tương lai mà kết nên duyên thâm muôn đời. Ngay sau lúc anh đi, tôi đã nhắn tin trên bao nhiêu ngày. Vì không được anh phản hồi nên tôi phải đi kiếm. Tôi đã đi khắp đô thành và xuống tận Long Xuyên. Tôi đã tìm đến nhà của ông phủ đao khi xưa, nhưng đã hoài công vì anh không về đó. Sau đó nhiều năm tôi âm thầm tìm kiếm, nhưng anh như bóng chim khuất dạng giữa mây trời. Bây giờ được hội ngộ với anh, tôi thấy mừng vui như gặp người bạn cũ. Vậy tôi xin anh kể rõ sự tình trong những năm dài anh xa vắng cô hương. 10 năm xa xứ có rất nhiều chuyện đáng nói, vậy anh cần hỏi tôi điều chi? Tôi muốn biết tại sao 10 năm trước, lúc gần ngày cưới, lễ cưới người ta lo cho anh hết, mà anh lại từ hôn và lẩn tránh. Bởi vì lúc đó tôi đã giả danh bác vật để chinh phục một cô gái. Nhưng sau đó, vì quá xấu hổ nên đã từ hôn. Vì tôi không thể dùng sự dối trá để đáp trả lại sự chân thật. Nếu anh bất chấp và tiến thêm bước nữa, cuộc đời anh sẽ được lên hương. Tôi không thể nào làm như vậy, vì tôi đã yêu người con gái đó tha thiết. Vì yêu và vì hối hận mà anh lặng lẽ ra đi. Phải. Anh đi đâu mà tôi đăng báo nhắn tin nhiều ngày cũng không được phản hồi vậy? Tôi không dám về Long Xuyên, vì sợ chị Cẩm Hương đi tìm. Nên tôi tháp tùng một thương gia đi Nam Giang. Mấy năm ở đây, tôi làm đủ thứ nghề, như là phụ bán hàng, phiên dịch tiếng Pháp và dạy kèm mấy đứa con của những người giàu có. Đến khi 3 đứa học trò của tôi được sang Pháp du học, thì gia đình chúng nó đã chịu mọi phí và trả lương khá hậu để nhờ tôi sang Pháp chăm sóc và dạy kèm thêm. Nên tôi có điều kiện học thêm. Lúc học trò của tôi đậu tú tài toàn phần ở bên Pháp, thì cũng là lúc tôi lấy được bằng bác vật về khoáng sản. Anh nói sao? Bây giờ anh đã là bác vật thật rồi hả? Phải. Trường học thì tôi đã tốt nghiệp, nhưng trường đời tôi thi hoài mà cũng không đậu. Tôi thi rớt lần thứ nhất là khi bán hết đất điền nhà cửa của cha mẹ để ăn chơi, nên học hành gian dở. Và rớt lần thứ hai là đã dùng sự lọc lừa để chiếm đoạt tình thương của bà mẹ hiền hòa cùng cô gái ngây thơ trẻ người nón già. Nhưng ai tấm chân tình bao la như sông dài như biển cả, đã làm cho lương tâm tôi thức tỉnh. Và suốt 10 năm qua tôi đã âm thầm sám hối. Khi sông kiếp bèo dạt mây trôi, nơi xưa là quê và cho tôi hạnh phúc, vậy mà tôi nỡ dối lừa vì lợi ích bản thân, cũng vì hồi tâm mà tôi làm kẻ tha nhân. Và để tìm quên, tôi vùi đầu trong công việc, nhưng càng cố quên càng thấy yêu tha thiết người con gái vì tôi mà gian dở duyên phận.
cậu nói cậu thương người con gái đó tha thiết. Vậy sao cậu không tìm về để biết người ta có tha thứ cho cậu hay không? Em đoán là họ sẽ tha thứ cho em. Vì cô ấy từng nói em với má thương là thương con người anh, chứ không phải gì bằng cấp. Biết vậy sao hồi đó không chịu về, để người ta phải mỏi mòn chờ đợi. Anh nhớ em nhiều lắm, nhưng lương tâm không cho phép quay về. Bởi vì anh là tên gian dối, đâu dám trở về để đối diện cùng em. Nên 10 năm dài xa cách cố hương, anh ôm ấp nỗi đau thật là to lớn. Cứ nghĩ phải làm sao đi chuộc lại lầm lỗi và bù đắp phần nào sự mất mát của người yêu. Nhớ lại khi xưa anh từng nói gạt em, anh chưa có tu tài hái mà dám xưng là bác vật. Nên bao nhiêu năm anh miệt mài đèn sách để biến sự dối gian thành hiện thực của đời mình. Sao lúc trước anh mãi mê ăn chơi đến nỗi học hành gian dở, mà sau đó anh có nhiều nghị lực để hoàn thành ước vọng của mình vậy? Đó là vì anh yêu em, nên anh thấy cần phải làm một cái gì đó để đáp lại tình em. Còn em, hãy nói cho anh biết động cơ nào xui khiến em đợi chờ một kẻ từng dối gạt em như vậy? Thật ra thì không có động cơ nào hết, mà chỉ có niềm tin em gửi trọn cho người tình. Dù anh có làm sai, nhưng anh đã biết dừng lại kịp thời. Em cảm nhận anh mang tâm tình sâu nặng, nên phải đoạn tình cho em khỏi bị tổn thương. Vì vậy, làm sao em cắt đứt sự dây dứt khi anh đã vì em mà chịu nhiều cay đắng. Và khi anh chứng tỏ anh yêu em hơn tài sản, thì em biết chờ anh dù sắp phai tàn. Thương nhớ mãi con nguôi người yêu khắc khoải mong chờ. Dù ở nơi chốn xa nhưng lòng em vẫn còn thương anh. Nay đã cận kề nhau hãy quên hết bao phiền muộn. Khi trao gửi ân tình duyên đầu xin giữ dài lâu. Anh đã khắc vào tim những lời đính ước và sẽ yêu em cho đến hết cuộc đời. Má ơi con cảm ơn má đã chấp nhận con khi trường đời đã 2 lần con thi rớt. Trước lưỡng biển trời từ đây con xin sẽ phụng dưỡng má trọn đời để đền đáp ơn sau. Những lời con nói làm má xúc động quá. Tuy má có dư bạc tiền nhưng lại thiếu tình thương, vì má chỉ có một mình con Bạch Yến. Nay má có thêm một đứa con nữa biết thương má, má vui lắm. Nhưng con đã từng làm cho má thất vọng. Má chưa bao giờ thất vọng vì con. Ngay lúc nhận được thư từ hôn của con, má vẫn tin là má không chọn lầm người. Nhưng tại sao khi biết anh Đắc gây ra chuyện tệ hại như vậy mà bà Quyện vẫn tin tưởng anh Đắc là người tốt? Nếu thằng Hai là người xấu thì nó đâu có nói rõ sự thật và từ hôn, mà nó đã cưới con Yến đi thực hiện ý đồ gì đó, có phải không? Dạ phải. Nhưng thưa bà, anh Đắc đậu bằng bát vật về khoáng sản, tất sau này phải vào rừng sâu để tìm hầm mỏ. Vậy theo bà, việc làm của anh Đắc có gây trở ngại gì cho cuộc hôn nhân không? Trước kia tôi nghĩ sai, nhưng bây giờ tôi đã nghĩ lại. Tôi đâu thể vì lợi ích riêng mà ngăn cản thằng Hai đi làm việc. Cưới hỏi xong, nó muốn ở nhà thì ở, muốn đi làm ở đâu thì cứ dẫn vợ của nó đi. Lâu lâu về thăm tôi một lần. Tôi ở nhà có bao nhiêu người thân thích như thế này,
tôi đâu có thấy cô đơn nữa. Hai con xin cảm ơn má. Mối tình của anh chị thật đẹp. Tuy gặp trắc trở và trải qua một thời gian rất dài, nhưng nhờ sự chung thủy mà hai người đã vượt qua. Chính sự son sắt của hai người làm tôi cảm kích, nên tôi đã ghi hết sự việc bằng tóc ký. Bây giờ xin bà huyện và anh chị cho phép tôi được viết thiên phóng sự điều tra về cuộc tình của hai người để đăng trên báo Hừng Sáng mà phục vụ cho độc giả. Cuộc tình của chúng tôi rất bình thường, đâu có gì để viết. Có rất nhiều điều để viết, chẳng hạn như anh đã hơn một lần bị trượt ngã, nhưng đã đứng lên bằng đôi chân của mình và đã biết dừng lại khi đứng trước vực thẳm. Lúc xa cơ lỡ bước, dám đặt đạo nghĩa lên trên vật chất, rồi không ngừng phấn đấu để đạt học vị cao quý. Đó không phải là những điều đáng phổ biến cho các bạn trẻ noi theo sao? phải rồi hai à. Chuyện của hai con nên để cho cậu Thứ Tiên đăng trên báo cho mọi người cùng biết chứ. Má đã dạy, con đâu dám không tuân. Cảm ơn bà huyện, cảm ơn anh chị. Như vậy bài phóng sự của tôi sẽ có thêm một chi tiết rất lý thú. Thôi, xin quý vị đừng nói nữa, tôi khát khô cổ hết rồi nè. Phải, vì vui quá nên tôi thấy thèm rượu lắm. Mà cái ly rượu thì cứ để yên như vậy hoài thì khó còi lắm. Quên nữa, xin mời tất cả hãy nâng ly uống mừng cho đôi trẻ. Khoan mà, để tôi vào bảo sắp nhỏ nó dọn thức ăn ra nghe. Rồi, tất cả hãy cầm ly lên. Nào, 1, 2, 3, vô. Màu tình yêu tròn câu hẹn nước vườn hồng ngày xưa nay vẫn đón chờ ta. Tình trắng nhà thai năm tháng đời đuổi bóng